Chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh Trai Đồng Bằng. Thì buổi sáng ngày hôm nay, Đồng Bằng có một số những cái thông tin khá là nóng liên quan đến cái vấn đề của mẹ con cô Sáu và một số các anh em ở trên mộ của ông Năm. Thì vào tối hôm qua, Đồng Bằng có xem được một cái đoạn livestream của cái Khứa Sạc Răng, mẹ con cô Sáu phải gọi là nổi điên và chửi một số các anh em ở trên mộ của ông Năm liên quan đến cái vấn đề trực tiếp. Thì ông Sạc Răng ông nói rằng là một vài anh em ở trên mộ là trực tiếp nói rằng là kêu mẹ con cô Sáu đừng có hại con Lucky, hại ai thì hại chứ đừng có hại con Lucky, và cô Sáu đã là nổi điên lên. Thậm chí là con của cô Sáu và ông Thật Răng là nổi điên lên, chửi hết tất cả. Và cô Sáu còn là hăm he, đe dọa sẽ lên trực tiếp tại mộ để đối chất và sẽ là kêu CA tới còng đầu. Thì thật sự với anh chị là hôm nay thì cô Sáu là bỏ nhà đi, thì mới được Thật Răng kêu về nhà ở cách đây 1-2 ngày thôi. Chưa có chịu là tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, thấy mặt của cô Sáu là còn xanh xao vàng giọt lắm, nhưng mà lên chửi nói chung là cũng không thua kém gì mấy cái chị mà ở ngoài chợ nghe. Thấy là cô Sáu chửi còn gắt hơn là mấy chị ở ngoài chợ nữa. Thì đầu dây mối nhợ á là cũng do là cái thằng mà sạc răng, cái thằng sạc già là đâm bị thóc hoặc bị gạo, nói sai sự thật về cái câu chuyện một số các anh em giật tích ở trên mộ. Thì em có xem qua cái tiết của là một cái anh áo vàng ở trên đó đó. Thì ảnh giật tiết là con gái của ông Năm với người chồng mà lên trên mộ gì đó, thì có chia sẻ là phe cần cần, hại ai thì hại chứ đừng có hại con Lucky. Thì rõ ràng á là cái tiết á nó không có nhắc gì đến là mẹ con của cô Sáu. Khi nào mà cái tiết á giật là mẹ con của bà Sáu Bào, hại ai thì hại đừng hại con Lucky, thì tới chừng đó là mẹ con của cô Sáu hãy nhảy dựng lên và la làng. Còn đằng này á là đi nghe lời của là cái ông sạc răng mà chưa có chịu xem kỹ cái cáp của người ta để, là bắt đầu là nó nhảy vào, nhảy động vào, chửi người ta. Đòi cho người này người kia còng đầu người ta, chửi bới những cái từ khá là nặng nề, phải gọi là nặng nề chứ mà khá là nặng nề ha. Thì em nói với anh chị là cái Khứa Sạc Răng, một cái thằng mà bạn tồi, một cái thằng mà lừa thầy phản bạn kiểu này mà bà Sáu mà nghe theo ổng là thua rồi. Chừng nào mà người ta để là mẹ con bà Sáu hại thì hại đừng có hại con Lucky, còn đằng này là người ta để là phe cần cần, hại ai thì hại đừng hại con Lucky. Thì nếu như mà ông cho rằng là nó nói ông hay là mẹ con bà Sáu thì chẳng khác nào là mẹ con bà Sáu với ông là cái con cần cần hay là một bầy cần cần, tự nhiên cái mình nhận mình là cần cần hay sao ha. Thì cô Sáu nghe cái từ mà gọi như là hại con Lucky là bắt đầu là cô Sáu nổi máu xung thiên lên rồi. Cô Sáu nổi điên lên liền. Cô Sáu chạy lại trước cái màn hình, cô Sáu chửi, cô Sáu chỉ vô màn hình, cô Sáu nói là cô Sáu tao sẽ tới trước mặt mày, mày phải nói cho rõ ràng, không là tao cho mấy anh CA còng đầu mày. Nói thẳng với cô Sáu như thế này, cô Sáu không phải là cái gì cả để mà cô Sáu cho ai còng ai chứ ha. Người mà nó phải tự nhiên khơi khơi rồi cô Sáu biểu anh lại còng nó là người ta còng đó cô Sáu, thấy không? Giận quá rồi mất khôn, nói cái gì nó phải cho chuẩn, nói cái gì nó phải cho nó chính xác. Thì nếu mà cô Sáu thích, cô Sáu cần thì cô Sáu cứ việc lên mộ gặp trực tiếp các anh em ở đó để nó đối chất, có ai kêu tên của cô Sáu, có ai sử dụng hình ảnh của cô Sáu để nói rằng là cô Sáu hại con Lucky hay không. Nếu mà tới chuyện đó mà người ta đưa ra mà cô Sáu không có bằng chứng á, mà cô Sáu chửi người ta là coi chừng nó chửi lại cô Sáu đó, mà lớn rồi mà để con nít chửi á là kỳ đó. Và nếu mà cô Sáu đi thì nhớ kêu theo là ông Sạc Răng đi theo, và ngày nào cô Sáu đi cô Sáu cho biết để là các anh em tập trung ở đó để đón cô Sáu giống gì hết trơn. Trời, cô Sáu dám nói mà cô Sáu có dám làm hay không, chứ cô Sáu nói mà cô Sáu lén lén đó tối cái cô Sáu lên mộ cái cô Sáu đi về.
thì kỳ lắm nha. Cô Sáu phải nhớ cái điều đó. Ai sai thì có pháp luật xử lý, chứ cô Sáu không phải là cha là mẹ hay là cái gì mà kêu người này người kia còng đầu họ. Nghe cô Sáu. Rồi cô Sáu còn nói thêm, tưởng tao không nói là tao sợ tụi mày hả? Bớt nha, mất dạy, bớt mất dạy lại đi nha nha nha. Thì nói chung á là không có ai mất dạy với cô Sáu, không ai chửi cô Sáu những cái từ ngữ nặng nề á. Người ta đang nói là cái phe cần cờn, chứ không phải là cô Sáu là cần cờn. Mà cái chuyện như cô của con Lucky thì em cũng không biết là cái vụ gì nữa ha. Chừng nào mà người ta nói rằng là cô Sáu đến bắt con Lucky, hay là cô Sáu rình đập con Lucky này cái nọ, thì cô Sáu còn chửi tụi nó được. Còn đằng này người ta đâu có nói cái gì đâu, người ta đâu có kêu tên cô Sáu. Cô Sáu chỉ nghe theo một phía, nghe theo cái ông sạc răng là cái thằng chuyên đâm bị sóc thọc bị gạo. Thì cô Sáu là coi như là coi chừng là thua đó ha. Lên mà nói lý không lại nó, không có bằng chứng á, nó chửi lại vô mặt bà đó, rồi bà nói sao xui nghe chưa. Rồi con gái của bà Sáu cũng không biết gì, cũng ấp giác ngồi đó dõi 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 vô con dốc kia là bà con dòng họ gì của mày, vô nói tùm lum tà la, không có cái gì ra cái gì. Trước khi mình muốn chửi ai mình muốn nói cái gì thì đương nhiên mình phải có được những cái bằng chứng cụ thể, là nó kêu tên mình, nó lấy hình ảnh của mình hay gì đó. Còn đằng này nó nói cần cờn mà bà cũng thể dựng cho bà la được đó. Rồi cái thằng áo vàng nè, nghe cô Sáu nói nè, tao không có so sánh Lucky chó nhà ông Năm được đâu. Ý ý là nó nói là bà Sáu, bà nói là mấy cái thằng tụi bay á là không có thể so sánh với là con Lucky được. Là lý ý là bà nói là mấy anh em nó còn thua con Lucky nữa. Tại vì con Lucky nó là còn gì biết biết ơn chủ gì đó, biết chủ gì đó. Thì nói chung là chưa có ai so sánh cô Sáu với con Lucky cả, nên là cô Sáu dùng những cái từ ngữ rất là nặng nề. Cô là người lớn, khi nào mà cô nghe chính miệng tụi nó chửi cô thì cô hãy nói, còn đằng này là cô nghe ông kia là cô so sánh tụi nó với Lucky. Mà tôi nói em nó thật với anh chị á. Tôi thì không biết là cái gì ơn nghĩa làm sao mình không biết, chứ thật sự là tôi thấy mấy anh em ở trên mộ á, đôi khi nó còn tốt hơn là cô Sáu, tốt hơn nhỏ cháu gái, tốt hơn là cái thằng bạn ngang hông nó nhiều. Mặc dù là mình biết là đó là cái công việc của các anh em, khi mà giữ mộ thì các anh em chia sẻ cũng được tiền, nhưng mà em nói thẳng với chị, tiền bạc không có nhiều, chị em biết luôn, em làm mới biết mà, tiền bạc không có nhiều đâu. Ở tháng đó cũng gọi như là xem với là mấy anh chị làm công ty, đôi lúc thì nó gọi nói chung là mặc dù nó khỏe hơn, tức là mình ngồi đó thì giống như có cái công việc thì mình làm, không có tình ngồi đó, nhưng mà lương nó cũng xem với mấy anh chị em trong công ty chứ nó không có hơn đâu. Mà được một cái là sao, người dân nước lạ nhưng mà người ta cũng ở đó, người ta cũng chăm sóc cho mồ mả của là anh mình, cậu mình. Còn một vài người ta nói mở miệng ra là tốt, là ân nghĩa, là ân tình, mà tôi chưa thấy nó lên nó giữ được ngày nào, chưa thấy lao mộ được ngày nào cả. Như vậy là gọi như là so, nếu mà đem so sánh với là con Lucky thì nhiều khi những người đó còn thua xa. Hay là cu mang đùm bọc trả nợ được suốt biết bao nhiêu năm trời, nhưng mà lúc chết lại bị chửi là thằng cha bại liệt của mày không để đứt lại cho mày, chửi những cái từ ngữ rất là nặng nề đó. Nhưng mà ngoài mặt thì anh em này cái nọ không. Còn một đứa thì hối thương là dạy nghề đồ cho con đùm bọc đồ, nhưng mà không sống thì nó như là tiền nó không cho, tiền nhà nó không đóng, tiền bệnh nó cũng không đóng, bệnh nó cũng không đưa đi. Vậy thì tôi nói thẳng là những người đó nó còn thua, là nếu mà đem so sánh thì nó còn thua con thú vật. Mà tôi thì so sánh cái đó tại vì tôi nghe cô Sáu phải so sánh người ta. Nếu mà mình muốn so sánh người ta, cô Sáu ơi, thì cô Sáu phải xem lại cái bản thân của mình trước, coi mình đã tốt đẹp gì chưa để mình đi so sánh. Cô Sáu thì tôi không biết chứ tôi dám so sánh là ông sạc răng với con Lucky thì ông sạc răng không bằng con Lucky đâu, nói thiệt luôn. Thiệt luôn á, ông sạc răng không bằng con Lucky nếu mà để so sánh. Tại vì ông sạc răng là một cái thằng bạn tồi, chuyên đâm bị thóc thọc bị gạo. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, chính ông là cái người đã đưa thông tin cho thằng Hề đi lên nói xấu về ông Năm. Rồi ông nói ông Năm là gọi như là ba trời nó tùm lum tùm la đó ha. Ông là cái thằng bạn xấu, tôi kêu thẳng ông đó sạc răng.
À, rồi ông có hẹn tôi gì đó thì ông hẹn mẹ đi, à, gặp ông luôn. À, rồi tiếp theo, cô Sáu nói là lũ của con còn thua con chó nữa, bớt sủa lại nha. À, kiếm ăn trên mộ mà còn sủa, à, ghê hơn que thì ngồi đó nó hù vô à, ghê lắm. Rồi cô Sáu còn vỗ ngực bụp bụp bụp. Địa chỉ cô Sáu nè, con thích gặp, tới đây gặp cô Sáu nè, địa chỉ cô Sáu có nè, tới gặp cô Sáu nè, cô Sáu tiếp hết này, cô Sáu mời luôn. Ông Sáu à, nói chung cô Sáu khỏi về địa chỉ, con không biết địa chỉ cô Sáu đó rồi, nhưng mà sắp tới thì không biết địa chỉ đâu thì mình không biết, mà cô Sáu khỏi khoe, không ai đâu ai chửi cô Sáu, đâu có ai có nhu cầu gặp cô Sáu đâu à, nó không có nhu cầu để gặp cô Sáu đâu. Trời ơi, tụi nó kiếm ăn mà, cô Sáu cũng thông cảm cho tụi nó đi, chừng nào nó kêu ừ bà Sáu bào này kia cái nọ thì bà Sáu hãy lên bà chửi. Còn này tụi nó chưa có kêu tên cô Sáu, nghe ông sắc răng là gọi như là chiên kích bác à. Ở đó rồi ăn ké, hôm nay rồi không có chuyện gì làm thì lên gọi như là kích bác đặng đập công đó mà. Trời ơi, cái chiêu của con sạc răng tôi rành quá. Ở đó làm gì, đâu có làm gì đâu, ăn nằm ngủ chơi chiêu à, là kích bác kiếm chuyện rồi cái nọ, chưa nghe ất giáp gì cái bắt đầu là phóng lên hùa cắn sủa chửi người ta, ghê không chị thấy ghê không à. Thì anh chị thấy là cái nư của mấy cái nhân vật này đâu có hiền, đâu có chịu thua ai, mà lúc nào là lên mạng thì cũng đóng vai là mình là người hiền oan ức. À, mình bị coi như là đuổi khỏi nhà, gia đình buộc thịt rồi bị đàn áp rồi, trời đất mẹ nói thiệt với anh chị, cái nư của mẹ con bà Sáu mà ai đàn áp được bà tôi mới sợ. Rồi ghê lắm, đụng chữ cho bà nghe rồi hôm bữa là em kể cái vụ của cái bà Trành Bồn à, thì à, không biết là ở đâu là tự nhiên là có là coi như là những người nào mà tự nhận là người thân của bà Trành Bồn. Ừ, điện thoại tới chửi em quá trời quá đất luôn à, thì không biết là bà Trành Bồn là bà nào mà mình kể kể chuyện vui thôi, mình kể chuyện với bà Trành Bồn với bà Sáu không biết đâu, mà người thân của bà Trành Bồn không biết, mà điện thoại liên hệ với đồng bằng chửi quá trời quá đất à. Mày bớt bớt lại nha, mày thích mày gặp tao quá trời. Bây giờ là như là nổ ra cái trend gì, nổ ra cái trend là coi như là hẹn gặp nhau, rồi nổ ra cái trend là coi như là tự nhận sao họ 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 thích tự ôm, họ thích tự ôm những cái gì đó xấu xa vào người của họ. Mình đang kể những cái câu chuyện chẳng biết, kể chuyện vui thôi, thấy không, mình sử dụng những cái câu chuyện để mình lên án những cái xấu, những cái sai trái, như là những câu chuyện dành nhà hay là những câu chuyện chửi bới qua lại hâm he lẫn nhau ở trên mạng, mình nói vui chứ mình cũng chưa có đề cập tới tên tuổi của người nào. Tự nhiên cái là những người nào họ tự nhận là người thân của bà Trình Bồn thì họ kiếm kiếm mình chửi này, cái là à, bắt buộc thì mình phải tiếp tục chửi lại thôi à, cái đó là không thể nào mà tránh khỏi rồi. Tôi cũng phải hiền à, à, một số anh chị nói là ừ, thấy cái mỏ tôi gì là biết là tôi không có hiền, đúng là tôi sẽ chửi là à, tôi không có hiền với ai đâu à, cái nào đúng thì đúng, sai sai, đúng nhận sai cãi. Ví dụ như mình ừ, có làm sai thì mình chấp nhận, mình xin lỗi, mình sửa sai à, chứ không phải là cái thuộc cái dạng à, mình à, làm sai đã rồi mình nhận sai nhưng mình không sửa sai à. À, mình hứa là xin lỗi, mình lên là chửi cha mẹ người ta, mình chửi người ta là làm mà à, nằm ngửa xích dai rồi chửi cha mẹ người ta đủ phước các kiểu à, nhưng mà mình lên lên cửa quan rồi bắt đầu là còn về nhà bắt đầu đá sang chuyện khác, đổ thừa qua này kia nọ, thật sự là những con người đó không xứng đáng, không đủ tầm để tôi nói chuyện, mà thật sự những con người đó là họ không có uy tín à. Rồi hôm nay là nói với con Sáu về già cả rồi, cố gắng mình giữ cái sức khỏe, hơi đâu mà đi nghe lời sạc ra nó nói lên chữ này chữ kia gây nghiệp gây quả chi vậy cô Sáu. Mình á, là người ta đã không ưa mình rồi, không thích mình rồi, đi tới đâu là người ta dòm mình bằng cái cặp mắt kỳ thị rồi, thì mình cố gắng làm sao mình tạo được cái vẻ nó đáng thương trong lòng của người ta đi, thấy không. Mới hôm bữa là cái thằng Út Út nó lại nó quay khóc hụ 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 hụ, bây giờ lên chữ người ta tào ghe chở không hết, trời ơi là trời. Thôi nghe bớt bớt lại giùm cái đi nha cô Sáu ơi, rồi khi nào mà cô lên mộ đó cô hẹn ngày đi, kêu sạc răng thông báo đi, rồi các anh em sẽ đón tiếp mẹ con của cô Sáu với em sạc răng thật là nồng nhiệt nha, nhớ nghe, nhớ cho cái hẹn nha, đừng quên. Rồi thì đó là một số những cái chia sẻ ngày hôm nay trong cái video này à, thì đồng bằng cũng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, còn bây giờ thì em cũng sẽ phép tạm dừng.
hẹn gặp lại tất cả các quý vị trong những video tiếp theo.